Và kích thước em làm bộ này là chân 14 cột 12. Với bộ sản phẩm triện này thì với cái dáng triện này thì đối với bản thân em là em rất là thích cái dáng triện. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất là nó dễ lau chùi, rất là đơn giản, bởi vì nó chỉ có những cái đường triện này thôi. Đây ạ, đây là gọi là những cái đường triện các bác nhé. Đây là những cái đường chạy triện, chính vì vậy nó có tên gọi là Minh Quốc triện này. Đó, tất cả những cái đường chạy triện này nó rất là dễ lau chùi, nó không phải đục lỗ đục thủng nên là nó rất là dễ lau chùi. Kể cả phần vách tựa lưng cũng vậy. Vách lưng các bác thấy là hiện tại em làm đục triện và cũng như là đục bức tranh tứ quý, tức là bốn mùa xuân hạ thu đông, cả bốn mùa đều phát tài phát lộc. Đó, một cái bức tranh vừa có bộ bàn ghế sử dụng trong nhà lại còn kết hợp có cả tranh để trang trí thêm cho không gian phòng khách. Đúng là thật sự là rất là hợp lý đúng không ạ? Và đối với bộ sản phẩm này thì em đang làm là chất liệu bằng gỗ hương đá. Và hàng thì rất là dày dặn các bác nhé. Hàng thì em làm dày khuôn 4 ván 2. Và cái điểm đặc biệt của bộ sản phẩm này các bác có thể nhìn thấy là ở phần vách lưng đúng không ạ? Vách lưng thì bình thường nếu mà làm hàng chợ hay là nếu mà làm những cái sản phẩm thông thường ấy thì cái vách lưng nó sẽ rất là thẳng. Nhưng hiện tại các bác thấy là cái vách lưng này em làm sẽ theo cái dáng sống lưng của người Việt Nam. Và đối với cột này thì em sử dụng cột sẽ là cột không tâm. Cột không tâm để tránh cái trường hợp nứt, cũng như là tránh cái trường hợp là nó gỗ nó bị nứt các bác nhá. Thì khi mà dùng, nếu mà dùng gỗ nó có tâm ấy thì nó sẽ rất là hay bị nứt. Đấy, toàn bộ sản phẩm là em đang để gọi là phun màu cánh dán nhạt. Bởi vì là bộ này em chọn vân cho nên là phun màu cánh dán nhạt thì những cái đường vân nó sẽ nổi lên như thế này. Ở đây là ván. Ván khuôn tranh thì là 4 phân, ván thì 2 phân. Và bộ toàn bộ kể cả ván hay là kể cả từ những cái phần cột thì đều được chọn vân rất là đẹp. Ngoài ra thì hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này thì em đang làm cái chiều rộng của nó là 97. Bởi vì là dáng Minh Quốc nó rất là nhỏ các bác nhá. Dáng Minh Quốc nó rất là nhỏ. Đấy, đoạn dài của bộ sản phẩm này thì em làm là 2m37 ạ. Đoạn dài là 2m37. Với một bộ triện như thế này thì diện tích không gian khoảng độ 20-25m2 là các bác đã có thể sử dụng được một bộ triện này rồi. Và mặt bàn của bộ sản phẩm này thì em làm là 8, rộng là 81 và dài là 1m57. Nhìn cái dáng triện nó rất là lạ mắt, bởi vì là cái phần chân của nó, các bác thấy là cái phần chân của nó không phải là chân vuông nữa. Nó không phải là chân vuông thành sắc cạnh nữa mà nó là phần chân réo réo ra, nhìn nó rất là đặc biệt. Đặc biệt là thợ mộc bên em thì tất cả hầu như là những bác thợ mộc mà biết làm bộ sản phẩm này cũng như là biết về cái quy trình làm bộ sản phẩm này thì các bác rất là thích sử dụng bộ sản phẩm này, bởi vì nó chắc chắn. Riêng cái dòng triện nhá, chỉ riêng đúng dòng triện thôi là phải chằng thì mới làm được. Đấy, riêng đúng dòng Minh Quốc triện này thì phải chằng mới làm được. Với một bộ sản phẩm thông thường thì em sẽ làm bao gồm là có 6 món như thế này. Đầu tiên là sẽ làm một đoạn dài, tiếp theo là hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn lớn và hai chiếc đôn kẹp. Với bộ sản phẩm này thì nó sẽ có đôn là đôn kẹp giữa hai ghế và một chiếc đôn ngồi. Ngoài ra thì em sẽ tặng kèm theo kính bàn, kính đôn đối với một bộ sản phẩm thông thường. Ngoài ra thì có bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm. Và đặc biệt là bác nào mà ở gần khu vực em trong bán kính phạm vi là 50 cây số thì đều được miễn phí vận chuyển. Đặc biệt nhất vẫn là chế độ bảo hành. Bảo hành thì bảo hành 5 năm cho nhà mình, nên là nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng về cái đồ gỗ tự nhiên này. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.